vị vẫn đang theo dõi bản tin FBNC ngày 30 tháng 10 với phần tin trong nước. Thưa quý vị, trong giai đoạn 2011-2015, triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả, cả nước đã tiết kiệm được gần 6% tổng mức tiêu thụ năng lượng. Đây là thông tin được Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm Năng lượng thuộc Bộ Công Thương cho biết tại hội nghị tổng kết chương trình trên diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả được triển khai với các dự án về tuyên truyền nâng cao nhận thức, các giải pháp thúc đẩy thị trường thiết bị hiệu suất cao, giải pháp công nghệ tài chính thúc đẩy cho tiết kiệm năng lượng ở tất cả khu vực từ các hộ gia đình đến công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải. Qua 5 năm, chương trình đã mang lại các kết quả bước đầu. Đơn cử như về mặt tuyên truyền nhận thức đã có 85% người dân hiểu biết về tiết kiệm năng lượng thông qua truyền thông. Chương trình dán nhãn năng lượng đã thực hiện dán nhãn cho hơn 10.000 sản phẩm thuộc 15 nhóm sản phẩm mục tiêu, qua đó giúp tăng tỷ lệ tiêu thụ các sản phẩm hiệu suất cao, tiết kiệm điện trong các hộ gia đình. Chương trình cũng đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho gần 700 doanh nghiệp, đưa ra các giải pháp công nghệ cho từng nhóm ngành sản xuất để tiết kiệm năng lượng, thí điểm mô hình công ty dịch vụ năng lượng ESCO để hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp. Các hoạt động của chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015 đã giúp cả nước tiết kiệm mỗi năm khoảng 1 tỷ kWh điện, tương đương 1.600 tỷ đồng. Mức năng lượng tiết kiệm được cho cả giai đoạn trên gần 6% trên tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia. Theo ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm Năng lượng, dù con số trên nằm trong mục tiêu của chương trình nhưng tiềm năng tiết kiệm năng lượng cả nước còn rất lớn, đến 20-30%. Một trong những trở ngại lớn của chương trình trong giai đoạn qua chính là nguồn kinh phí cho triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Đây cũng là vấn đề mà Vụ sẽ quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Chúng tôi hiện đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới để xây dựng dự án đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho vay vốn để các doanh nghiệp đầu tư vào giải pháp tiết kiệm năng lượng với quy mô của dự án là 200 triệu đô la Mỹ tiền vốn vay IBRD. Thì dự án này thì hiện nay là đang trong cái thủ tục để đăng ký trình Thủ tướng phê duyệt cái danh mục đầu tư. Tuy nhiên thì là 200 triệu đô la cho cái lĩnh vực tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp thì nó chỉ là cái khởi đầu thôi. Bởi vì cái nhu cầu về vốn để thực hiện các giải pháp đầu tư trong cái ngành công nghiệp về tiết kiệm năng lượng là rất lớn. Cũng theo đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm Năng lượng, hiện nay cơ quan này đang lên kế hoạch triển khai chương trình trong giai đoạn 2016-2020 trình Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu trong giai đoạn mới sẽ tập trung cho đầu tư, giải pháp công nghệ, mô hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm trong hộ gia đình, sản xuất công nghiệp. Trong một báo cáo trình Chính phủ hồi giữa năm nay, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết là có đến 3.299 điều kiện kinh doanh cần phải hủy bỏ để phù hợp với luật đầu tư mới. Tuy nhiên, theo phản ánh của các luật sư thì tính đến thời điểm hiện tại, các điều kiện kinh doanh trong số này không những không có dấu hiệu được gỡ bỏ bớt mà còn tăng lên. Trình bày tại buổi hội thảo luật doanh nghiệp và luật đầu tư 2014, những quy định mới và vấn đề thực thi, Thạc sĩ Lương Văn Lý, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cố vấn công ty luật Việt Thăng Long cho rằng, việc bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh là không đơn giản, bởi các điều kiện này đã đi vào thực tế kinh doanh trong một thời gian dài. Do đó, ông cũng đồng tình với quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi xin gia hạn các điều kiện này thêm một năm nữa. Tuy nhiên, theo ông, đến nay đã xuất hiện tình trạng một số bộ ngành cố tình đặt thêm các điều kiện kinh doanh mới. Nhưng mà điều đáng lo nhất hiện nay đó là trong khi chưa giải quyết được cái hơn 3.000 cái điều kiện cũ, thì đây đó vẫn có một vài bộ là muốn đặt ra những cái điều kiện mới. Mà tôi nghĩ rằng cái việc đặt ra điều kiện mới này chẳng qua là cũng chỉ để làm cho công việc của chính bản thân các bộ đó dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, mà không nghĩ đến cái thực tế kinh doanh hay là không nghĩ đến những cái có thể nói khổ sở của các doanh nghiệp. Gần đây nhất, Bộ Công Thương đã dự thảo thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước. Trong thông tư quy định nhiều điều kiện như chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh một số thực phẩm như bia, bún phải có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, tham gia khám sức khỏe định kỳ, v.v. Theo ông Lý, đây cũng là một trong những thông tư đi ngược lại với luật đầu tư 2014. Theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm nay, chỉ có luật và nghị định của Chính phủ mới có quyền quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, 3.299 điều kiện kinh doanh được quy định tại 170 thông tư trước đây không còn giá trị thực thi. Tuy nhiên, do nhận thấy vẫn còn nhiều điều kiện cần thiết cho cuộc sống, nên Chính phủ đã báo cáo Quốc hội gia hạn thêm một năm, tức là đến ngày 1 tháng 7 năm 2016, để chuyển những quy định cần thiết lên cấp nghị định, đồng thời bãi bỏ những quy định không cần thiết. Theo thông tin từ phiên họp thường kỳ Chính phủ mới diễn ra, thì Chính phủ sẽ hoãn trình báo cáo tăng lương cơ bản cho cán bộ công chức cho đến tháng 3 năm sau. Tình hình ngân sách khó khăn nên Chính phủ đã quyết định sẽ lùi báo cáo tăng lương ra Quốc hội đến cuối quý 1 năm sau. Đây là dự kiến về tăng lương cơ bản áp dụng cho cán bộ có hệ số lương từ 2,34 trở lên.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị chính phủ giữ đúng cam kết tăng lương cơ bản. Cũng theo thống kê của Quốc hội, lương tối thiểu của doanh nghiệp hiện nay đã cao hơn gấp 2 lần so với lương cơ sở, còn mức lương cho người lao động trong khu vực công 3 năm nay vẫn chưa thay đổi. Cũng với nhận định ngân sách khó khăn, nên năm 2015 này, chính phủ cũng chỉ mới ưu tiên tăng lương cho 3 đối tượng là người có công, người về hưu, cán bộ viên chức có hệ số từ 2,34 trở xuống. Tổng thu ngân sách năm 2015 này có thể tăng khoảng 7%, phần tăng chủ yếu từ địa phương, nhưng ngân sách trung ương lại hụt thu do giá dầu giảm và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Thưa quý vị, khi loại hình căn hộ chung cư phát triển tại các đô thị, thì số lượng khối đế bán lẻ cũng tăng theo. Hầu như chủ đầu tư nào cũng muốn xây một khối đế bán lẻ cho mỗi tòa nhà như một cách để trang bị tiện ích cho cư dân. Tuy nhiên, sự phát triển khối đế bán lẻ một cách thiếu định hướng đã dẫn đến tình trạng nhiều khối đế đang bị bỏ không. Trong khi đó, thì vẫn có những nhà bán lẻ cho biết là khó tìm được mặt bằng phù hợp để phát triển mạng lưới của mình. Và đâu là căn nguyên của tình trạng này? Chúng tôi mời quý vị theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Từ trung tâm thành phố hướng sang quận 2 hay quận 7, dễ dàng nhận thấy hàng loạt công trình đang mọc lên và mỗi công trình đều có một khối đế bán lẻ. Tuy nhiên, không phải diện tích khối đế nào cũng được lắp đầy, vẫn còn rất nhiều khoảng trống đang chờ các nhà bán lẻ. Đại diện công ty nghiên cứu và tư vấn bất động sản John Lan LaSalle Việt Nam nhận thấy có nhiều vấn đề quanh hiện tượng này. Những gì chúng ta đang chứng kiến ở cả hai thành phố lớn là có rất nhiều những công trình nhà ở có khối đế bán lẻ bên dưới. Tôi thấy ở đây hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chuyện quy hoạch. Hầu hết các chủ đầu tư đều muốn xây dựng một khối đế trong khi không thực sự cần thiết. Vấn đề thứ hai là khi xây một khối đế mà phía trên là khu nhà ở hoặc văn phòng cao tầng, thì tòa nhà cần có rất nhiều cột, nên phần khối đế bên dưới cũng bị vướng nhiều cột, không phù hợp để thiết kế một không gian bán lẻ. Tổng giám đốc JLL Việt Nam nhận định, việc phát triển các khối đế bán lẻ nhất thiết phải dựa trên những nghiên cứu cụ thể về nhu cầu của người dân trong khu vực, nhất thiết không nên xây tràn lan, sẽ dẫn đến chi phí tốn kém. Các chủ đầu tư thì luôn muốn có một khối đế bán lẻ, nhưng nếu không nắm được nhu cầu cụ thể về bán lẻ trong khu vực thì sẽ rất khó. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo các chủ dự án trước khi quyết định xây dựng khối đế bán lẻ thì cần tư vấn các chuyên gia để hiểu về nhu cầu của người dân sống quanh khu vực đó. Ai là những người đến mua sắm? Cần phải hiểu rằng những nhà bán lẻ không chỉ nhắm đến cư dân của tòa nhà, mà cả những người ở những khu vực lân cận. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu khách hàng mà mô hình của khối đế sẽ là siêu thị, câu lạc bộ thể dục thể thao, giáo dục hay gì đó. Là một nhà thiết kế khối đế nhiều kinh nghiệm tại các thị trường thế giới, ông Trevor Vivian, giám đốc công ty thiết kế Binoy cũng chia sẻ về quy trình phát triển một khối đế bán lẻ. Thường thì chủ đầu tư sẽ làm việc với các chuyên gia về lĩnh vực bất động sản như CBRE chẳng hạn, và họ sẽ cung cấp những thông tin về nhu cầu của người dân trong khu vực. Ví dụ như đối tượng khách hàng là ai, họ thường đến bằng phương tiện gì, họ ở độ tuổi nào, họ có con chưa, họ có kiếm được nhiều tiền không, và sẵn sàng chi trả bao nhiêu mỗi lần mua sắm. Nếu tòa nhà có những nhân viên văn phòng ở lầu trên thì những người đó có thể sẽ xuống dưới để ăn trưa hoặc đi mua sắm, có thể ở lại ăn tối sau khi làm ra. Chúng tôi nghiên cứu rất nhiều để rồi rút ra kết luận khách hàng thích làm gì. Vậy chúng ta cung cấp cho họ là dịch vụ hàng hóa nào, phòng tập gym hay là shop thời trang hay là siêu thị, v.v. Có khá nhiều nhà bán lẻ phàn nàn rằng không dễ để tìm được một mặt bằng ưng ý trong quá trình phát triển hệ thống của họ. Một trong những lý do được nêu ra là vị trí không phù hợp. Hiện nay thì có rất nhiều nhà bán lẻ muốn đến Việt Nam, nhưng vấn đề là họ khó tìm được một mặt bằng bán lẻ nào phù hợp. Tiêu chí của các nhà bán lẻ nước ngoài là có vị trí ở trung tâm, nhưng điều này rất khó khăn. Một ví dụ điển hình là tòa nhà Sài Gòn Center tại trung tâm thành phố đang được xây dựng ở giai đoạn 2. Phần khối đế đã được một nhà bán lẻ của Nhật là Takushima, rất nổi tiếng tại Nhật Bản và Singapore đặt trước. Lý do kế tiếp là mặt bằng không đủ lớn, kiến trúc không đáp ứng được yêu cầu của các nhà bán lẻ. Vì vậy, giám đốc công ty thiết kế Binoy nhấn mạnh, việc kiến trúc cho một khu bán lẻ hết sức quan trọng. Cách thiết kế khu bán lẻ rất quan trọng, làm thế nào để việc lưu thông thuận tiện, tạo điều kiện dễ dàng cho khách đi coi, đi mua sắm, đi nhà hàng, rồi bắt xe buýt hay tàu điện, v.v., đồng thời có tính cạnh tranh hơn so với những nơi khác. Cho nên khu bán lẻ phải có cách bố trí thật thông minh, để những người ở khu văn phòng hay nhà ở bên trên tòa tháp khi đi xuống sẽ sử dụng được hết mọi dịch vụ bên dưới. Ngoài ra, ông cũng cho rằng khu bán lẻ còn phải có khả năng biến đổi linh hoạt theo nhu cầu của khách thuê, cả về mặt chức năng hay diện tích.
Chúng tôi luôn cố gắng thiết kế một không gian linh hoạt bởi những trung tâm mua sắm biến đổi không ngừng do nhu cầu của con người luôn thay đổi. Các khu vực được bố trí có thể thay đổi chức năng, được nới rộng hay thu nhỏ. Nói chung là phải hết sức linh hoạt. Để làm được điều đó thì nhà thiết kế đã phải có kế hoạch cho những thay đổi từ đầu. Với những yếu tố then chốt cần tính đến trước khi quyết định xây dựng khối đế bán lẻ, các chuyên gia khuyến cáo các chủ đầu tư cần chuẩn bị một kế hoạch dài hạn, chứ không phải cứ xây dựng trước rồi mới gọi nhà bán lẻ sau. Một điều quan trọng là chủ đầu tư phải có kế hoạch từ trước khi tòa nhà được xây, chứ không phải là xây xong rồi mới kêu gọi các nhà bán lẻ vào lắp mặt bằng. Cho nên họ phải làm việc với bên bán lẻ ngay trong giai đoạn đầu để tìm hiểu nhu cầu. Tiếp đó, chủ đầu tư phải làm việc chặt chẽ với kiến trúc sư lên kế hoạch xây dựng, rồi tiến hành giai đoạn tiền cho thuê, để khi công trình hoàn thành thì nhà bán lẻ vào ngay. Điều này giúp cho chủ đầu tư giảm thiểu chi phí, tránh được khoảng thời gian đẩy trống mặt bằng. Các chuyên gia cũng cho biết, ở các nước trên thế giới, khối đế bán lẻ luôn được kết nối với hệ thống giao thông công cộng, cũng như có đủ chỗ đậu xe, nhằm tạo điều kiện cho khách tiếp cận dễ dàng. Đây cũng là những yếu tố cần được các chủ đầu tư tính đến để đón đầu thời điểm các tuyến metro đi vào hoạt động trong tương lai gần. Thưa quý vị, chứng khoán hai sàn tiếp tục giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, đà tăng này có xu hướng thu hẹp dần cùng với sự sụt giảm về thanh khoản trên toàn thị trường. Khởi đầu phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tiếp tục xu thế tăng điểm mạnh, sự hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn góp phần đáng kể vào đà tăng này. Tuy nhiên, về cuối phiên sáng, áp lực chốt lời tại Vinamilk và Vincom cùng với sự suy yếu của các blue chip khác như BVH của Bảo Việt hay FPT đã làm cho chỉ số đảo chiều giảm điểm. Bước sang phiên chiều, thị trường nhanh chóng lấy lại sắc xanh khi các cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giá trở lại. Đà tăng của chỉ số không mạnh trong bối cảnh dòng tiền chưa sẵn sàng được giải ngân. Tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì trạng thái thận trọng khiến cho thị trường khó có khả năng bứt phá. Đà tăng có xu hướng phân hóa mạnh ở các cổ phiếu blue chip. Chốt phiên, VN Index tăng 0,4% lên mốc 607,37 điểm, khối lượng giao dịch chỉ hơn 90 triệu đơn vị, ứng với trên 2.000 tỷ đồng. Chỉ số HN Index của sàn Hà Nội cũng có phiên cuối tuần tăng điểm, tuy nhiên đà tăng này thu dần khi về gần cuối phiên giao dịch. Các cổ phiếu chủ chốt hỗ trợ chính cho thị trường, trong khi thanh khoản vẫn đang ở mức thấp. Khép phiên, HN Index tăng 0,3% đạt 82,23 điểm, giá trị giao dịch chỉ gần 430 tỷ đồng, tương đương hơn 37 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Mất khoảng 100.000 đồng mỗi lượng thì giá vàng trong nước phiên cuối tuần đang bị kéo lùi theo đà giảm của giá vàng thế giới trước thông tin về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ nâng lãi suất ngay trong tháng 12 năm nay. Vào 14 giờ chiều ngày 30 tháng 10, giá vàng miếng SJC được mua bán ở mức 33,56 và 33,79 triệu đồng một lượng, giảm khoảng 90.000 đồng một lượng so với giá cuối giờ chiều ngày thứ Năm. Thông tin Fed có thể nâng lãi suất ngay trong tháng 12 tới đã khiến giá vàng thế giới lúc 14 giờ chiều nay còn 1.148 đô la Mỹ một ounce, tức 2 ngày qua, giá vàng thế giới đã mất khoảng 18 đô la một ounce. So với giá thế giới, giá vàng SJC tại Việt Nam hiện đang cao hơn khoảng 2,7 triệu đồng một lượng. Ghi nhận tại chuỗi cửa hàng vàng bạc đá quý như BNG hay Doji cho thấy, bên mua đang chiếm khoảng 60-65% lượng giao dịch. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo sẽ là phần tin châu Á với các thông tin nổi bật sau đây. Chính phủ Trung Quốc cho phép các gia đình sinh hai con để đối phó với tình trạng già hóa dân số. Malaysia chiến thắng tại giải thưởng du lịch toàn cầu.